Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ba Bao Rồi, và đây là Ba Chúng Tôi. Hôm nay bọn mình sẽ nói về dự luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng COPPA và những cái ảnh hưởng của nó đến thế giới YouTube cũng như là những người làm nội dung trên YouTube như thế nào. Tuần qua thì một số YouTuber làm video có trẻ em và làm video cho trẻ em thì đã bị ảnh hưởng, mà mọi người dễ thấy nhất là bị tắt comment. Và trong đó thì có chị Thơ Nguyễn làm hẳn một cái video chị bị tắt comment rồi các em ơi, hay là Quỳnh Trần GP thì lên bảo là sẽ không có cái sao xuất hiện trên video nữa tại vì mình bị cái này bị cái kia và phải đổi tên kênh này kia. Thì hôm nay bọn mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này cho khán giả biết là những người thần tượng của mình đang gặp vấn đề gì và nó có nghiêm trọng hay không. Những cái tên viết tắt mà bọn mình sẽ quy ước trước đó chính là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FTC, và Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng, gọi tắt là COPPA. Các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube thì họ đã có khoảng hơn 3 tháng để chuẩn bị cho cái này, bởi vì YouTube đã công bố cái này từ tháng 9 và bắt đầu từ khoảng ngày 14 tháng 11 thì là nó đã bắt đầu có hiệu lực một phần. Từ tháng 11, lúc mà up video lên thì YouTube bắt bọn mình phải chọn là video này có dành cho trẻ em không, hoặc là có hoặc là không. Và ở trong phần tùy chọn cài đặt cả kênh ấy thì cũng phải chọn là cái kênh này có là kênh dành cho trẻ em hay không. Nhưng mà mọi thứ nó tiến thêm một bước nữa vào đầu tháng 1 này và nó ngay lập tức ảnh hưởng đến những nhà sáng tạo nội dung ở YouTube, đó chính là rất nhiều người thì đã ngay lập tức thấy các video của bản thân bị tắt cái bình luận. Và thực ra còn rất nhiều những cái hạn chế khác của YouTube nữa, tắt bình luận ở những cái phần trò chuyện trực tiếp này, rồi là đúng rồi, là tắt thông báo này, tắt cái tag cộng đồng, rồi tắt playlist. Cái này cũng là một cái rất quan trọng. Rất nhiều người có thói quen xem nội dung bằng playlist, tức là bấm vào để xem cả một chuỗi và không dừng lại ấy. Thì bây giờ bị tắt cái đấy đi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc định hướng nội dung của nhà sáng tạo cho khán giả. Nó sẽ bị tắt chức năng thu nhỏ, hay là một cái cực kỳ khó chịu. Cái xem thu nhỏ đúng không? Bây giờ các bạn dùng điện thoại, các bạn hay thấy là chúng ta hay có cái thói quen là đang xem dở thì chúng ta chỉ cần nghe tiếng chúng ta kéo xuống để chúng ta lướt lướt thêm một vài cái nữa. Nhưng mà các nội dung hướng đến trẻ em thì sẽ bị tắt cái chức năng là xem với màn hình nhỏ đó. Cái hạn chế kinh khủng nhất, quảng cáo không tối ưu theo cái dữ liệu người dùng, bởi vì chúng ta biết Google và YouTube thì sống bằng việc thu thập dữ liệu người dùng, và bây giờ họ chặt cái đấy đi thì tức là bản thân họ chịu thiệt. Giảm doanh thu rất là nhiều. Cái đạo luật COPPA này thì là đạo luật để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Và những cái tính năng mà YouTube vừa list ra để tắt đó đều là những tính năng mà đều thu thập dữ liệu của trẻ em, cũng như là cung cấp dữ liệu để cho YouTube sử dụng. Vì họ tắt đi bởi vì là họ không được thu thập dữ liệu nữa. Có vẻ như YouTube đang có một cái động thái là gần như là tiêu diệt hoặc là hạn chế những nội dung dành cho trẻ em. Bởi vì trong một cái video chính thức của YouTube thì họ cũng nói rằng là YouTube chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Đến bây giờ họ mới nói cái điều đấy, nhưng mà còn thời gian trước đây thì họ đã để một thời gian kéo dài rất là dài rồi. Nhập nhằng đúng không? Nhập nhằng rất là dài. Vẫn có lợi cho họ, nhưng mà đến bây giờ thì họ mới bắt buộc phải thừa nhận là YouTube không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Đúng rồi. Thật ra thì nếu mà nói rằng là họ hạn chế hoàn toàn cho những cái nhà sáng tạo nội dung dành cho trẻ em thì không hẳn, bởi vì là họ có thể đưa nội dung lên trên YouTube Kids. Nhưng mà vấn đề là họ hạn chế rất là nhiều những cái kiểu tính năng quan trọng, và đặc biệt nhất là cái quảng cáo không theo dữ liệu. Bởi vì mình nghĩ rằng là cái đấy thì thường là các nhãn hàng họ sẽ đặt theo kiểu customize theo cái dữ liệu cá nhân thì để đảm bảo cho cái hiệu quả trong việc quảng cáo hơn. Tại mà bây giờ thì chỉ còn quảng cáo theo kiểu dạng như cứ cảnh context của video đấy thôi thì nó sẽ bị hạn chế. Đó rất là bạn ấy xem video thì tự nhiên lại hiện lên quảng cáo chữa yếu rồi, hoặc là kiểu hôi nách hôi chân năm vệ sinh gì đó, kiểu trẻ tự nhiên chả có tiền bất động sản đấy. Cái mục đích mà quảng cáo theo dữ liệu ấy là để cái người mà người ta muốn bán hàng, người ta bán được hàng. Giả sử là xem một video về đồ chơi nhưng lại không xem quảng cáo về đồ chơi mà chúng muốn mua, mà lại phải xem một quảng cáo về bất động sản hoàn toàn không liên quan, thì chúng cái suy nghĩ của một trẻ em dưới 13 tuổi là xem quảng cáo triệt lông, triệt lông nó không liên quan gì cả. Thật ra triệt lông nó cũng không gợi gì tâm bó. Nhưng mà cứ cho một cái mà nó không hoàn toàn không liên quan gì như là bất động sản này. Trẻ em dưới 13 tuổi chắc là không thể nào có tư duy bất động sản, mua sắm bất động sản được. Chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả đến nhà quảng cáo. YouTube thì cái tiền thu được từ cái đấy chắc chắn sẽ ít đi. Đúng rồi. Nhưng mà họ vẫn phải bắt buộc theo luật. Chúng ta đã nói quá nhiều về lý thuyết rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói thực tiễn các kênh YouTube hiện tại, và đặc biệt những kênh YouTube nổi tiếng tại Việt Nam thì đang ảnh hưởng như thế nào. Mình không muốn nói ví dụ xa xôi lắm đến những nhân vật quá nổi tiếng, mình muốn nói đầu tiên ví dụ là Hạnh Chi. Kênh Hạnh Chi là một kênh YouTube rất non trẻ và ngay lập tức đã chịu ảnh hưởng của cái này. Đấy là ở các video mà bạn ấy thực hiện về nội dung mà có học sinh trong lớp đã bị tắt bình luận. Chỉ đơn giản là xuất hiện ở trong video các bạn là đã bị tắt kiếm tiền, là bị ảnh hưởng bởi cái luật này rồi. Từ cái ví dụ đó ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời những cái câu hỏi lớn cho cái vấn đề này. Thứ nhất là video như thế nào thì được coi là video dành cho trẻ em. Ở đây thì YouTube họ cũng đã list sẵn một số những cái điều kiện để xét xem là video của bạn có dành cho trẻ em hay không. Thì họ nói rằng là những video dành cho trẻ em là những video có chủ đề hướng đến trẻ em, hoặc là có trẻ em làm diễn viên, hoặc là kiểu như là xuất hiện trong video đúng không? Rồi có những cái yếu tố thu hút trẻ em, ví dụ như là đồ chơi này, hoặc là nhân vật hình, rồi kiểu màu sắc sặc sỡ, hoặc là những cái nhân vật kiểu dạng như Elsa, người nhện các thứ đấy, hoặc là nói chuyện như đang nói chuyện với trẻ em, rồi kiểu như là làm những cái nội dung mà thường trẻ em thích, ví dụ như là hát rồi diễn kịch các thứ kia, đọc thơ kể chuyện. Đúng rồi đó. Và cuối cùng là cả video dùng màu sắc tươi sáng và bắt mắt thu hút trẻ em. Thì có thể quy ra chị Thơ Nguyễn đang gặp
vấn đề gì. Chị Thơ Nguyễn trò chuyện như là đang nói với trẻ em. Đúng rồi. Luôn luôn dùng màu sắc bắt mắt và tươi sáng, có đồ chơi và nội dung diễn kịch liên quan đến trẻ em. Cái yếu tố quan trọng nhất trong cái chỉ dẫn này ấy, tức là nó hướng đến trẻ em. Và YouTube thì họ cũng có một số cái trường hợp đưa ra ví dụ loại trừ, xem là giả sử bạn làm nội dung mà có những cái gì đấy kiểu như là hoạt hình chẳng hạn, nhưng mà lại không phải nội dung trẻ em. Đây ví dụ như này: video hướng dẫn cho những người yêu thích búp bê hoặc đất sét cách tự làm lại búp bê hoặc nặn tự đất sét. Rồi là video gia đình, tức là có trẻ em nhé, tham quan công viên giải trí. Video hướng dẫn về cách chỉnh sửa trò chơi hoặc là hình đại diện. Video châm biếm có người lớn hát bài hát dành cho trẻ em. Rồi là chương trình hoạt hình thu hút mọi người. Và video về trò chơi Minecraft có nội dung hài hước để cho người lớn. Là không không dính hả? Ừ. Thế nhưng mà đọc những cái này ấy, là một chuyện, nhưng app vào thực tế là một chuyện hoàn toàn khác. Vì YouTube là làm việc với cả hệ thống máy móc của họ. Mình không thể nói ngay với họ là nội dung của tôi không như thế. Thế nên ông đừng có chặn tôi được. Mà mình phải làm việc với một cái máy. Thế nên là đôi khi cái máy nó hoạt động cũng không đúng. Vì đôi khi là có thể là bạn sẽ làm một cái video nào đấy mà kiểu vô tình thu hút trẻ em chẳng hạn. Mặc dù nội dung thì bạn không có làm liên quan gì đâu. À thì cái đấy là ở câu hỏi sau. Nhưng bây giờ có câu hỏi là YouTube làm thế nào để biết là kênh hay là video của bạn là dành cho trẻ em? Ừ, đấy thì bởi vì là họ cũng nghĩ đến việc là mình phải làm việc với cái máy, thì họ đưa ra một cái công cụ trước cho mình là mình quyết định xem cái đấy có phải là nội dung cho trẻ em hay không. Vâng, giờ hôm nào up video lên phải ngồi đánh dấu cái đấy thủ công các bạn. Không vui vẻ thế nào đâu. Những cái gì chưa đủ nhá, phải chọn cả video nữa chứ. Chọn video thì YouTube họ có nói là họ trao quyền cho bạn quyết định, bạn nên thật thà và chọn trước lúc đăng tải là xem video có dành cho trẻ em hay không. Tại vì lúc mà mình chọn ấy thì họ dựa vào cái mà mình chọn nhiều hơn. Còn nếu mà bạn không chọn ấy thì là sẽ đưa máy học vào chọn thay cho bạn. Nếu máy chọn sai thì bạn có thể kháng cáo, mà kháng cáo thì có thể được hoặc không. Thì cho nên là chúng ta là nên chọn trước. Nếu bạn cố tình đánh lừa hệ thống hoặc là chọn sai, ví dụ như là làm cho trẻ em nhưng mà cố tình chọn vào người lớn thì sẽ bị xử lý nặng hơn. Họ không nói là phạt như thế nào, nhưng theo mình suy đoán thì là có thể là tắt kiếm tiền hoặc là xóa kênh luôn. Mà một năm họ xóa rất là nhiều kênh ấy. Trả lời câu hỏi của anh Tâm là nếu bạn làm video dành cho người lớn, trong tâm của bạn cũng làm cho người lớn, nhưng mà vô tình thu hút trẻ con thì sao? Cái này YouTube cũng có giải thích rồi. Trẻ em có thể vô tình xem được nội dung đó. Nhưng như thế không có nghĩa là nội dung đó dành cho trẻ em. Cái khả năng cao là vẫn sẽ được duyệt qua nội dung đấy, được xác định là không phải là dành cho trẻ em. Nhưng mà YouTube thì cũng nói luôn là bạn phải chắc chắn là nội dung của bạn không hướng tới trẻ em. Ý của họ là bạn phải thật với lòng mình. Bạn chắc chắn nó là không dành cho trẻ em, nhưng bạn kiểu như là bạn dùng nhạc thu hút trẻ em hay là bạn mặc áo màu sắc, có những yếu tố gây cho kiểu kéo phải, trẻ em đến phải, đúng không? Phải thật là chắc chắn với lòng mình. Chứ còn nếu mà bạn nói ra là bạn không dành cho trẻ em nhưng trong thâm tâm bạn vẫn âm thầm làm một cái gì đó, ví dụ như là có xuất hiện slam chẳng hạn, kiểu thế thì kiểu người lớn nghịch slam nghe đấy, không giống trẻ em làm như thế thì tức là bạn đang không thật thà với lách luật. Gọi là lách luật. Cần đưa ra một vài ví dụ để chúng ta áp vào những cái quy định này. Đầu tiên sẽ là kênh của Hạnh Chi bị tắt các video liên quan đến sự xuất hiện học sinh của Hạnh ở trong đó. Thử làm Hạnh xem Hạnh có nghĩ là cái clip này dành cho các con không? Có, mình nghĩ là có. Kiểu là làm nội dung về cuộc sống của giáo viên dạy học sinh. Tức là học sinh rất là dạy học sinh nhỏ thì chắc chắn là học sinh nhỏ cũng sẽ muốn xem, và bản thân Hạnh Chi cũng là một người mà một gọi là một celeb rất là thu hút những bạn nhỏ tuổi. Đấy, kiểu thế thì nếu như mà Hạnh Chi làm video đấy thì rõ ràng Hạnh Chi cũng sẽ có mường tượng được trước cái đối tượng khán giả sẽ xem kênh cái video đấy là ai. Đúng rồi. Thực ra như kênh của Hạnh ấy là làm cho nội dung mix người lớn xem được, tức là những bạn trẻ như Hạnh xem được và trẻ em thì cũng xem được. Có những loại kênh và nội dung mix thì YouTube sẽ xử lý như thế nào, tức là đối xử như thế nào? Tức là YouTube họ phân ra một cái là gọi là nội dung chung chung và nội dung dành cho đa dạng đối tượng. Tức là nó gọi là general audience, xong rồi mixed audience. Thì như thế này, general audience là cái lượng người xem là trẻ em, rồi người già và người trẻ là bằng nhau. General audience là khán giả chung. Khán giả chung và nó không có, ví dụ như chương trình hài chẳng hạn thì hoặc là chương trình kiểu TV show chẳng hạn thì nó là chương trình chung và nó không sao hết. Nó không sao hết, nhưng mà cái loại mix là như thế này: là bạn hôm nay làm một video slam dành cho trẻ em, đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng ngày mai bạn lại làm mỹ phẩm. Thì là mix. Và cái công cụ họ cung cấp cho bạn ở trong video là chọn xem video nào thì dành cho trẻ em và chọn xem video nào là dành cho người lớn. Thì trường hợp của kênh Hạnh Chi cũng thế. Việc Hạnh làm video hướng tới trẻ em không có gì sai hết. Nhưng mà mình phải chọn là video đấy hướng tới trẻ em. Còn hôm sau Hạnh làm mỹ phẩm thì Hạnh chọn video đấy dành cho người lớn. Và cái video mà Hạnh chọn làm cho người lớn thì sẽ được đối xử như video người lớn, tức là có quảng cáo theo ngữ cảnh và được bật hết tất cả các tính năng. Còn với cái video mà dành cho trẻ em thì sẽ bị giới hạn. Tức là những người nội dung mix ấy thì họ cũng sẽ bị giảm doanh thu thôi, nhưng tức là sẽ giảm bởi vì là họ sẽ có một phần video của họ là dành cho trẻ em. Đúng thì rồi. Cái đấy sẽ bị giảm xuống. Và cái đấy là cái lựa chọn của mình, bởi vì YouTube họ cũng thể hiện luôn là họ không muốn mình làm video cho trẻ em nữa. Có thể thấy rõ luôn cái hành động của họ là rất là nhanh và rất là quyết liệt, giống như kiểu là họ chưa có cách giải quyết được một cách ổn thỏa với các creator ấy.
rồi tốt nhất là tao hạn chế trước để cho ổn thỏa luật đi đã, xong rồi là tao sẽ nới dần ra chúng mày, chắc vậy. Có một kênh thì cũng gây tranh cãi khá là gay gắt, đó là kênh của chị Quỳnh Trần GP. Quan điểm của mình là kênh này không nên bị tắt. Nội dung của chị Quỳnh Trần GP là nội dung về cuộc sống gia đình của một bà nội trợ, chứ không phải là nội dung hướng đến trẻ em. Thế mà cái quyết định YouTube họ nhấn rất nhiều về cái chữ intent ấy, ý định hướng đến trẻ em, thì này hoàn toàn không. Mình nghĩ là chị không hề có ý định hướng tới trẻ em, tại vì cái ngôn ngữ nói chuyện này, rồi những cái chủ đề chị chọn thì hoàn toàn là không thu hút trẻ em, tại vì mình nghĩ là chả trẻ em mà thích xem làm hải sản rồi các thứ. Mukbang các thứ ăn. Mukbang thì trẻ em cũng thích xem, nhưng mà trẻ em đấy mình nghĩ là trên 13 tuổi. Nếu như mà để làm cho trẻ em ấy thì thực ra là chị đã có một kênh riêng cho bé Sa. Đấy là Shigeru Vlog. Còn ở cái kênh Quỳnh Trần GP thì là chị ăn và chị kể các câu chuyện về đời sống thường ngày của bà nội trợ. Thế nên là khi mà YouTube tắt bình luận thì mình không ủng hộ, mình không đồng ý với cái đấy. Có thể là cái máy nó nhìn thấy có bé Sa trong rất nhiều clip, nó tự xác định là có nhân vật ở trong đấy và nó có thể hướng đến trẻ em, và thế là nó tắt bình luận. Cái việc mà đưa trẻ em lên thì có thể YouTube nó xác định là nó đã là vi phạm. Đúng rồi. Đã là vi phạm về cái quyền riêng tư trẻ em ở trong online rồi, bởi vì đã đưa lên là có mặt này, có thông tin của cá nhân, một ít thông tin cá nhân. Và chưa kể là khi mà để trẻ em ngồi quá lâu thì họ nghĩ rằng vi phạm cái điều luật có trẻ em làm nhân vật hoặc diễn viên. Đấy thì mình nghĩ là chị Quỳnh Trần bị là do bé Sa ngồi đó quá lâu và YouTube nghĩ rằng đó là diễn viên. Đúng rồi. Mà chị Quỳnh là cũng cho bé ngồi một thời gian rất là dài đúng không? Đúng. Có một khoảng thời gian rất là dài, gần như là hôm nào cũng có. Không biết họ có đo hay không, nhưng cái sự thu hút của khán giả đối với bé Sa rất là mạnh. Anh nghĩ là họ có thể biết được phần comment các thứ thì là mình có thể bé Sa mà. Bé Sa hoặc là gì đấy thì nó sẽ họ sẽ biết. Tại thời điểm quay video này thì mình thấy là đột nhiên YouTube lại mở lại bình luận. Bây giờ các bạn xem của chị Quỳnh Trần và chị Thơ Nguyễn thì có cái mở có cái không. Chị Quỳnh Trần gần đây là không lên hình với bé Sa nữa, và cái đấy hoàn toàn có thể chọn là dành cho người lớn. Chị Thơ Nguyễn làm những video như là đi ăn tôm hùm, đi ăn gà phô mai, thì những nội dung đó là nội dung đại chúng và không dành cho trẻ em. Ngay cả ảnh bìa và quần áo chị Thơ Nguyễn mặc cũng không có màu sắc như ngày xưa nữa. Thì là bây giờ chị Quỳnh Trần và chị Thơ Nguyễn hoàn toàn có thể hoạt động theo dạng mix, không cần phải xóa những nội dung cũ, cũng như là mình thấy có lên báo là phải đóng kênh để xây dựng lại từ đầu, hay là bị tắt kiếm tiền hay là bị sao đó thì không hề bị, nhưng mà chắc chắn là bị giảm doanh thu. Mình nghĩ là vẫn chưa muộn để thay đổi nội dung để tiếp tục phát triển kênh đúng không? Như chị Thơ Nguyễn, cái thu nhập video về trẻ em nó rất cao các bạn, và khi mà bị tắt như thế thì nó ảnh hưởng rất là mạnh. YouTube họ hạn chế rất nhiều những cái tính năng liên quan đến cái việc là người sáng tạo nội dung cần biết là khán giả đang thích cái gì. Ví dụ khán giả không thể bình luận, ứng dụng YouTube chính thì nó không bình luận, YouTube Kids thì đương nhiên là không được bình luận rồi. Người sáng tạo nội dung không biết là họ nên phải làm cái gì tiếp theo. Mà lại còn chưa kể là không được bật play kiểu nhỏ ở dưới. Xong cuộc đang xem trên điện thoại gạt xuống phát mất luôn. Mất luôn, tức là bị tắt giữa chừng ấy, tức là bị tính là video không hấp dẫn đó. Những cái hạn chế này thì nó sẽ đánh vào tâm lý của những người sáng tạo nội dung rất là nhiều. Các bạn cứ nghĩ là làm YouTuber là làm kiểu vì đam mê không, để bị cắt tiền khổ bố rồi. Rất là nhiều, và nhất là triệu view như chị Thơ và chị Quỳnh Trần thì cái tiền đó nó rất là nhiều các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề mà YouTube đang làm với những kênh trẻ em ấy, nó cũng có một cái điểm tốt, đó chính là sự cân bằng nội dung và sự công bằng đối với những creator khác. Ngày xưa làm nội dung cho trẻ em rất là nhiều view, bởi vì sao, trẻ em cứ ăn rồi xem YouTube xem và đi, xem đi xem lại như thế thì là kiểu như là cái doanh thu đổ về những cái nội dung hướng đến trẻ em rất là cao. Rất là cao, tất cả mọi người đổ xô đi làm nội dung kid thì nó bị mất cân bằng nội dung, cũng như là không công bằng với các creator khác, cho nên là áp dụng cái này thì mọi thứ đang quay trở lại cái quỹ đạo bình thường. Tức là nó kiểu bị lệch quá các bạn, xong bây giờ kiểu đạo luật ra để cân bằng. Cái việc này cũng sẽ làm cho những cái nhà phát triển nội dung mới thì họ cũng sẽ không hướng tới trẻ em nữa. Tức là nội dung trên YouTube nó sẽ đa dạng hơn, và bản thân là cái việc mà trẻ em xem YouTube bây giờ nó sẽ an toàn hơn, vì các em không bị thu thập nội dung rồi. Những cái nội dung mà kiểu dạng như là Elsa nằm trên giường với Spider-Man, hay là kiểu Elsa mà hở hang các thứ thì nó không còn đấy nữa. Ngày xưa là những cái video kiếm được cực kỳ nhiều. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng là nếu đã lỡ làm video cho trẻ em rồi thì có nghiêm trọng không, có sao không, có bị tắt kiếm tiền không, có bị xóa kênh không, và bây giờ không làm video cho trẻ em nữa thì phải làm như thế nào? Đó chính là mình đã trả lời rồi đấy. Thực ra cái toàn bộ câu hỏi này đã được trả lời từ trước rồi. Rồi và bọn mình một kết luận lại là không quá nghiêm trọng, mà không bị xóa kênh, không bị tắt kiếm tiền, nhưng chắc chắn là giảm doanh thu. Và trong một kênh mà nếu video có trẻ em thì chọn dành cho trẻ em, và video có người lớn thì chọn dành cho người lớn, và vẫn được bật các tính năng đầy đủ. Và cuối cùng là bạn nên chuyển sang làm video dành cho người lớn trên 13 tuổi. Nhưng mà tôi cũng đấy cũng là hợp lý, bởi vì ở trên này thì thượng vàng hạ cám đủ các thứ, thì nên nói chung là nên giới hạn độ tuổi như vậy thì mình nghĩ nó hợp lý hơn.
Tổng kết lại về cái vụ Copa và YouTube này thì tóm lại là những anh em nào mà chuẩn bị làm YouTube thì tạm thời đừng có làm cho trẻ em nữa. Còn những em nào mà đang làm nội dung cho trẻ em thì thôi, chúng ta nên lớn dần đi. Bắt đầu làm cho nội dung cho trên 13 tuổi thì là hợp lý nhất vì bây giờ luật đang rất là căng. Đấy, chúng ta sẽ mong những cái điều gọi là tốt đẹp đến những creator làm nội dung cho trẻ em, mong rằng sau này thì YouTube có thể nới rộng ra hoặc là mở rộng những cái chính sách gì đó mới để hỗ trợ cho tất cả mọi người để chúng ta có sự đa dạng nội dung trên YouTube. Rồi ok, vậy thì các bạn nghĩ gì về vấn đề này và các bạn muốn đóng góp gì thêm ý kiến cho bọn mình trong cái vấn đề này thì có thể comment ở ngay phía bên dưới và đừng quên là nếu thấy video này hay đừng ngại like, share cũng như là subscribe ủng hộ cho S Channel và Ba Màu Lời nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.